Chúa là nơi ta ẩn náu, là sức mạnh của ta, người luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ khi ta phải ngặt nghèo. Kính thưa cộng đoàn, nhóm Nẻo Đường Yêu Thương chúng con xin mời mọi người cùng dõi theo bước chân cha Phaolô Nguyễn Văn Thường đến thăm một gia đình có hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Xin Chúa thương an ủi, nâng đỡ. Sang đi ạ, bệnh này của cháu, tức là cháu được phát hiện mới ra sang đi được năm nào. Cùng cháu bóng trình ạ, mà phát hiện ra là khi năm cháu quan trọng một tuổi ạ, một tuổi là gia đình phát hiện là lúc đấy là cháu bị tấn sao mà chị biết là cháu bệnh của cháu. Cháu hàng ngày cần ngoài đi ạ. Chơi bệnh thalassemia là bệnh tan máu bẩm sinh. Các bạn nhỏ khi mà sinh ra là sẽ nếu mà bị bệnh này là bị bệnh bẩm sinh thì tức là bệnh mạch máu các cháu sẽ phải điều trị liên tục. Bé thì sẽ dưới 6 tuổi là được trị tại bệnh nhi ạ. Còn lớn hơn thì sẽ phải điều trị tại bệnh đa khoa tỉnh tâm huyết học. Một tháng sẽ phải lên truyền con xin giới thiệu một chút về hoàn cảnh gia đình nhà cháu. Bố mẹ cháu thì cả gia đình có số hộ nghèo ạ. Mẹ cháu là dân tộc Thái. Nói chung là trong gia đình rất là không may mắn vì là mẹ thì cũng mới mổ tim tháng 7 năm ngoái ạ. Còn bố cháu thì ung thư gan là ung máu ạ. Hiện bố cháu đang điều trị là bệnh nhân điều trị nên bệnh ung thư biếu. Mẹ cháu thì mới một tim năm ngoái thôi nhưng mà bây giờ cũng là gọi là duy nhất đi làm thêm gọi là cứ lúc nào mà không phải đưa cháu lên viện thì lại đi tranh thủ đi làm. Rất là chia sẻ với chị, anh chị. Nhà chị ở đâu? Ở Xuân Lâm, Xuân Cang, ở Như Xuân á. Nhà cháu Như Thanh. Như Thanh. Nhà chị còn một tấm nhỏ nữa, đang như tầm 2010 cô về nhà mình ốm bệnh ở nhà thật tệ đau người mới đi ngủ hôm qua gì cảm ơn chị Nhung, chị Thủy Linh bên phòng công tác sau của bệnh viện Đa khoa hôm nay đã kết nối để chúng tôi linh mục nữ tu của Khai Tá Thanh Hóa và Tâm Mục Thanh Hóa đến đây để thăm cháu và hỗ trợ cho gia đình cháu ở đây. Đây là một gia đình nghe qua những cái bệnh án cũng như là hoàn cảnh gia đình thấy đây là một gia đình rất là khó khăn, chị chỉ về dân tộc Thái thì nghèo từ trong gia đình một người mất thôi cũng đã khốn khổ rồi rằng đầy ra tất cả mọi người đều bệnh cả nhà đều bệnh cũng như là cái sự khó khăn những bệnh càng trầm chất hơn. Chính vì thế cho nên là hôm nay chúng tôi đến đây để hỗ trợ cho gia đình cháu nhé. Thì đây là có 2 triệu đồng của các cá nhân và Khai Thác Sinh Hóa để hỗ trợ cho cháu nhé. Thì nó biết rằng là một lần lấy đây thì cũng như bạn mới bỏ tiền thôi so với lại cả mọi người trong gia đình vẫn thật như vậy, nhưng mà đây là cái tấm lòng của các cá nhân của Khai Thác Sinh Hóa một phần nào đó để hỗ trợ cho gia đình, nhưng mà mình cũng sẽ được động viên khích lệ cho gia đình được vượt qua khi tháng ngày khó khăn nhé. Nhất là với những lời cầu chúc để cho cháu, cho chồng, cho em, cho cháu, cho chị đó được khỏi bệnh nhé, được khỏe mạnh. Thì đây là số tiền của các cá nhân của Khai Thác Sinh Hóa để phát động nhé. Đây là bên quản lý Thanh Hóa thì cũng có cùng nhau phân biệt lương giáo cũng như là những cái khó khăn cần giúp đỡ thì giúp đỡ nhé. Chúc cho chị có nhiều sức khỏe để chăm sóc cháu nhé, rất là cảm ơn tôi chúc lành. Cảm ơn đây là bác sĩ Hùng và bác sĩ Tuấn ạ. Cảm ơn các bác sĩ
và điều trị cho em nhé. Cảm ơn các bác sĩ này về tình ở chỗ đang chuyện cho các cháu. Xin mời các bác sĩ. Cảm ơn các bác sĩ này. Hôm nay là có cha Thường nhá, trên toàn bộ Thanh Hóa quay trở lại thăm gia đình của chúng con. Thì đây là gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nha, đặc biệt khó khăn. Mẹ của các cháu thì mất mấy năm rồi nhỉ? 6 năm rồi. Mẹ bị ung thư cái gì nha? Ung thư xương, mất 6 năm nay, còn bây giờ để lại cho bố với lại hai anh em đây. Mà bây giờ bố con hôm nay đi đâu rồi? Bố con hôm trước này ta đến đây là chỉ có da bọc xương thôi, mà bố lại bị cái bệnh đau ruột thừa, đau dạ dày, tức là dạ dày đã cắt đi, cắt gần hết dạ dày rồi đó. Mà hôm nay bố con lại phải đi bệnh viện để đang nằm điều trị dưới bệnh viện. Rồi còn hai anh em con thì hai cháu này hôm trước làm sao chị Thư nhỉ? Các cháu nó cũng thì cháu Thống cũng bị u xương đấy. Tức là cháu không có đi giống như người ta được. Rồi còn cháu Kim Chi thì bị sao nha? Cũng vậy đấy. Cô là cũng ung thư xương, là cũng bị u xương bẩm sinh. Rồi lại thêm một bà cụ đây nè, bà cụ là bị cái gì bà nha? Tim. Bà tim. Bị suy tim cấp độ mấy? Cấp độ 3 rồi. Bà suy tim cấp độ 3. Bố thì bị bao tử dạ dày cắt gần hết rồi, bây giờ đang nằm điều trị ở bệnh viện. Hai cháu ở đây thì lại bị u xương bẩm sinh, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Chính vì vậy cho nên là hôm trước cha đã kêu gọi hội hạt giống xanh nhé. Các ân nhân của hạt giống xanh đã giúp cho Kim Chi một suất học bổng nhé. Học bổng của con gồm có 3.500.000 đồng tiền mặt nhé, 3.500.000 đồng. Rồi đó là tiền mặt, rồi ngoài ra có cặp ba lô của con, có vở, có áo mưa để trời mưa thì mặc áo mưa đi học, có dụng cụ học tập, có bình nước nhé, bình nước để con đưa nước đi học để uống, rồi có mũ để con đội. Ngoài ra thì bà Thư bên hội bảo trợ người khuyết tật trẻ mồ côi
cũng có quà cho các cháu ở đây. Đấy, đây là quà của các anh nhân của hội vườn xanh, hội vườn xanh, hạt rong xanh để được tài trợ cho các con. Ngoài ra đó thì cũng còn có có anh cô Dũng đó, hôm trước thì cô Dũng cũng đến đây để thăm má nhá. Cô Dũng ở trong Kiên Giang đó thì cũng giúp cho con 1 triệu đồng đó nhá. Đấy, 1 triệu đồng. Nhưng mà cho thấy cái hoàn cảnh gia đình của con cũng rất là khó khăn thì ta cũng xin với lại anh Đại và chị anh Đại và chị Anh ở bên Úc á, mọi người giúp cho gia đình của Lương Chí Dũng rồi đó, thì giúp cho chúng con là 100 đô Úc nữa nhá. 100 đô Úc, đây là 1.500.000 đồng ở đây. Đấy, đây là số tiền là 3.500.000 đồng tiền của hạt giống xanh nhá. Con đây là giống xanh học bổng cho con, có 1 triệu đồng là của anh Quốc Dũng ở trong Kiên Giang và 1.500.000 đồng là của cô chú Đại Anh ở bên Úc nhá. Thì để cho anh em con trong đây nhá. Thì bây giờ thì hai anh em cô tôi rồi. Cháu cảm ơn cô chú đã đến trợ giúp cho anh em bọn cháu có thể học hành và có một sống tốt hơn. Cháu sẽ cố gắng học thật tốt, đạt điểm cao. Dự thống thì năm nay có mấy rồi? Năm nay cháu sẽ lên lớp 11. Còn Kim Chi thì lớp mấy? Cháu năm nay lên lớp 7 ạ. Lên lớp 7. Vậy thì hôm nay cháu nhận được quà học bổng của hạt giống xanh thì cảm tưởng cháu như thế nào? Cháu rất vui. Cháu rất vui. Cháu làm sao? Cháu cảm ơn. Cháu cảm ơn các cô, các chú. Các cô, các chú. Cháu sẽ viết một lá thư nha. Rồi, rồi cháu gửi với các cô, các chú làm sao? Cháu sẽ học thật tốt nè. Vâng, rồi nhá. Cố gắng học được tốt nhá, để khỏi cộng đồng tốt với mọi người đã. Đấy, bà thư có luôn rồi. Người ta trẻ một công nghiệp hóa chung có thể nói rằng là rất là vui. Vâng. Khi mà cái sự chia sẻ đến với cái cháu một cung và khuyết tật. Vâng. Ở thôn Hồng Văn này là ngày cháu thống và cháu Chi. Mình rất mong là các cháu sẽ vượt qua những cái khó khăn của mình để học tốt và luôn luôn nghĩ về một cái tương lai tốt đẹp nhất. Cháu cũng xin hoạt động với mình nha. Vâng, cảm ơn bà Thư cũng có quà cho các cháu nữa nhá. Rồi xin mời ông người trưởng thôn có đôi lời. Dạ vâng. Vâng. Theo tinh thần thì báo cáo với xin phép với đoàn bảo trợ xã hội người khuyết tật trẻ cũng vui. Thế ông rất là vinh dự là hôm nay được cái thái gia đình tôi mời đến đây và các cái cuộc trao quà thì trưởng thôn biết chắc chắn phải có mặt. Vâng. Thế này thay mặt cấp ủy chi bộ chính quyền thôn Đồng Vân xin cảm ơn việc quan tâm đến các cháu người khuyết tật và trẻ mồ côi, xin cảm ơn rất là nhiều. Vâng. Dạ, cảm ơn bác trưởng thôn bí thư chi bộ quan tâm đến người trong địa phương của mình nhé. Chị Phượng từ góc này chị đi nhiều mà bây giờ chị có đôi lời nhé. Vâng, cảm ơn cha Thường, cảm ơn hội bảo trợ huyện Hà Trung thì đã tạo điều kiện giúp đỡ cho các cháu trẻ mồ côi của xã Hà Long. Thì thay mặt cho hội bảo trợ trẻ mồ côi thì xã Hà Long thì xin cảm ơn cái tấm lòng của nhóm hạt giống xanh và cha Thường và các anh các chị đã có tấm lòng hảo tâm để giúp đỡ các cháu trên địa bàn xã Hà Long, và trong thời gian tới cũng rất mong sự giúp đỡ của nhóm hạt giống xanh và cha Thường. Xin cảm ơn cha. Thay mặt hội bảo trợ xã thì cảm ơn tấm lòng của cha và cha Thường. Cảm ơn nhờ chị Phương, cảm ơn chị Thương nhé. Rồi thì chúng mình cho phải hết lòng cảm ơn chị Linh Đình Nguyễn này, anh Victor Thắng Nguyễn này, rồi ưu đàm này, vì tất cả các ân nhân của hội vườn xanh để cho thấy những ngày vừa qua đó các anh các chị rất là vất vả đi kêu gọi các nhà hảo tâm, những người có lòng hảo tâm để giúp đỡ cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn bên Việt Nam, trong đó Thanh Hóa cũng có rất là nhiều trường hợp các em học sinh đã nhận được học bổng từ cái
quỹ hạt giống xanh, thì xin hết lòng cảm ơn các anh các chị, cảm ơn các nhà hảo tâm đã vì tương lai của các em, cho các em có một cơ hội để được tới trường để học tập tốt, để trở thành những người tốt có ích cho xã hội, rồi cũng cảm ơn gia đình của anh chị Đại Anh ở bên Úc đã luôn luôn đồng hành cùng với ca sát Sanh Hóa để đến với những gia đình có hoàn cảnh khổ đau. Gia đình này là một gia đình bệnh tật, cả nhà có bao nhiêu người thì có bấy nhiêu người mắc bệnh, cho nên là hoàn cảnh rất là khó khăn, nên là anh chị Đại Anh đã thương giúp đỡ cho gia đình này, thì xin cảm ơn anh chị rất nhiều. Và cảm ơn Quốc Dũng đã ở trong Kiên Giang nhé, con đã đến đây là thăm gia đình các cháu và con đã thương, cho nên là khi trước khi về còn gửi quà lại để giúp cho các cháu ở đây. Và một lần nữa xin rất là cảm ơn tất cả mọi người, cảm ơn các bạn, các chị nhé, cố gắng học cho giỏi nhá. Giới thiệu với các anh chị em ạ, với bản thiểu nhân đây là Trang Văn Thường, giám đốc ủy ban bác ái Caritas Thanh Hóa, người mà Caritas Thanh Hóa là thường xuyên hỗ trợ cho các bệnh nhân khó khăn ở tại bệnh viện. Các bên ca bệnh mà giới thiệu đây thì trao tất cả gần như là về ra hỗ trợ nhiều hình thức khác nhau. Thì đây là Đàn Thiều, sinh năm 1996, là bệnh nhân nhưng cũng là người là nhân viên bệnh viện ạ, nhân viên y tế của bệnh viện đang công tác tại khoa chẩn đoán hình ảnh. Thì trong Tết thì bạn có bị đột quỵ và cũng gọi là thoát chết thần kỳ đấy ạ. Đây là một ca bệnh điển hình trong bệnh viện vào cái thời điểm này, là đã được cứu sống và hồi phục một cách rất là thần kỳ đấy ạ. Trước Tết thì phải rất là cái hy vọng rất là mong manh, và thì cũng được sự giúp đỡ của các bác sĩ ở trong bệnh viện, những cái anh chị em ở trong bệnh viện. Hiện tại là có hai vợ chồng thì đang nuôi nhà ở đây, cũng mạnh là nông thẳng ra, và vợ của bạn thì cũng đang chuẩn bị xin nguyên đánh. Nhưng mà Tết nguyên đánh vừa rồi là coi như cả gia đình tập trung ở đây chờ rơi một phút xem mỗi cuộc của nhiều tháng hôm nay, đúng không ạ? Nhìn thế này anh chị em trong bệnh viện ai cũng chỉ cần nghe ngóng tin tức của bạn ấy, không vừa rồi truyền thông cũng chụp ảnh để làm một cái gọi là một cái tin nhỏ trong phóng sự 125 năm bệnh viện đó, mà ai cũng hưởng ạ. Anh chị em cũng rất là mừng, là đúng là nhân dịp kỷ niệm 125 năm thành lập bệnh viện và kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam. Và bây giờ thì tương lai thì sao? Bây giờ trước chị đã đến tận bây giờ, ví dụ máy móc cái gì? Hiện tại thì đến ngày mai chúc mừng nhá, rồi chúc cho trường trong bình phục để rồi tiếp tục để cứu người nhá. Hôm nay bên cao tác sinh hóa. Vâng ạ, con xin thêm là sau đây thì bạn sẽ tức là cũng phải chờ một thêm chút vậy, thì sẽ tiếp tục có chỉ định đặt máy chính thức, thiết bị y tế nên là khoảng 200 triệu ạ, với tổng chi phí như vậy thì nói chung là gia đình cũng đang cố gắng hết sức. Thì chính vì thế mà hôm nay con cũng muốn ở cha cùng với gia đình hai đứa khác hỗ trợ thêm cùng một phần nhỏ. Vì hôm nay bên cao tác sinh hóa thì cũng có một giúp bạn để giúp vào cái việc mà mua máy điều trị cho trường nhé. Đây là số tiền đây là chức năng của các anh em và tác sinh hóa giúp đỡ cho Tất Thiều nhé. Rồi cầu chúc Tất Thiều thắng bình phục nhé, thắng bình phục để rồi đảm bảo lại để tiếp tục đi làm những anh chị em ở đây nhé. Cảm ơn chị Nhung, cảm ơn các anh bác sĩ. Thay mặt hôm qua thì rất là cảm ơn thầy luôn ủng hộ cho khoa phòng bệnh viện và cá nhân của gia đình đặc thường. Thế thì chỗ khả năng khoa của bệnh viện vẫn còn hạn chế, nên là rất là
thì chuyên đi giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, không có phân biệt lương hay giáo, không có phân biệt những ai hái, những ai khó khăn, những ai bệnh tật, những ai đói nghèo, rất là chuyên để giúp đỡ nhé. Rồi cũng cảm ơn bệnh viện đã trong những năm vừa qua đã có được cái sự liên kết hợp chặt chẽ với nhau để rồi triển khai các tiêm hóa có thể đến để giúp đỡ được nhiều những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, mong sao cái sự giúp đỡ của mình có thể giúp cho các bệnh nhân có thể được chưa bay chương trình trang bị bác sĩ sang bên ngày thầy thuốc Việt Nam đã được nhiều sức khỏe, nhiều vui và đặc biệt là có nhiều sức khỏe để giúp đỡ các bệnh nhân. Cảm ơn các anh đây của Đa Sinh Hóa đã hỗ trợ chúng tôi những phần quà này để giúp đỡ cho những người hơn cả khó khăn. Xin cuối sức mạnh và tôi hỗ trợ cho tất cả các anh đây. Cảm ơn. Linh mục Nguyễn Văn Thường cùng tổ chức Caritas tỉnh Thanh Hóa. Đây là cháu Trần Thị Cát Tiên. Được mấy tuổi đây nhỉ? Cháu năm nay là 3 tuổi. Nhưng mà trên này còn có một anh một chị nữa, nhưng mà mẹ mới mất. Mẹ mới mất trong Tết vừa rồi. Trong trước Tết vừa rồi. Cho nên là bây giờ là vì là bố thì mồ côi lâu rồi. Vâng. Nhưng mà bây giờ mẹ là thì cũng mồ côi luôn. Bây giờ đây là cháu là trường hợp. Bây giờ là mồ côi cha mẹ. Cha mẹ luôn. Cha mẹ. Gia đình đây là ở với bà ngoại. Vâng. Tại xã Xuân Phúc, huyện Nghi Thành nhá. Vâng. Đây là bà ngoại nuôi. Vâng. Đấy thì hôm nay thưa quý bà là có chào Nguyễn Văn Thường thay mặt cho tổ chức Caritas của Ban giám mục tỉnh Thanh Hóa để trao xuất quà hỗ trợ cháu trong lúc khó khăn này. Vâng. Cũng có là các anh các chị trong trong ban chính sách rồi là của cả lãnh đạo của xã Xuân Phúc nữa. Bà tôi ở đây. Bà ơi, mẹ cháu sao cũng mất. Bị ung thư hả mất? Ung thư thực quản đó. Vâng. Rồi bây giờ ở với bà ngoại nha. Vâng. Thì hôm nay thì bên Caritas của giáo phận Thanh Hóa, tòa giám mục Thanh Hóa cùng với lại với bảo trợ người khuyết tật trẻ mồ côi huyện Như Thanh với của địa phương xã địa phương ở đây thì thấy được cái hoàn cảnh của cháu vừa mồ côi cả bố cả mẹ thì mà cháu còn đang rất là nhỏ cho nên là cái tương lai của cháu thì không sợ. Thế đấy thì hôm nay là có một chút quà của các ân nhân của Caritas Thanh Hóa nhé. Ở trong đó là có 1 triệu đồng tiền mặt với lại có mì tôm này của cô Hồng Kông, các nhu yếu phẩm ở trong cái túi này nhá. Đấy là quà của Caritas Thanh Hóa gửi tới tới bà để bà nuôi cháu nhá. Thì bà có đôi lời. Cô cảm ơn. Con không biết là nói gì nhiều hơn. Vâng. Thì cũng xin cảm ơn các cha và các thầy trợ. Vâng, thầy trợ quan tâm đến cháu thì gia đình ông bà cháu cũng xin cảm ơn. Vâng. Thì không có cái thiệt thòi nào nó bằng cái thiệt thòi là một cô cha một cô mẹ. Vâng. Không có cha mẹ ở khi mà tuổi đời còn đang rất là nhỏ như vậy thì dạ. Thì các cháu phải chịu thiệt thòi rất là lớn. Cho nên là hôm nay bên tòa giám mục Thanh Hóa nhá. Dạ. Tôi là cha Thường và đây là cha Thăng này. Dạ. Cùng với bác Uy lên bên hội bảo trợ của huyện nhá. Các chị hai chị đây là bên mặt trận. Dạ. Của xã với lại chính sách đấy của xã thì đến để thăm cháu giúp cho cháu nhé. Và chúc cho bà luôn được nhiều sức khỏe để bà giúp đỡ cho cháu. Bác Huy nhỉ? Vâng. Thưa với lại Linh mục Nguyễn Văn Thường cùng tổ chức Caritas nhà tài trợ. Thưa với đồng chí lãnh đạo của xã Xuân Phúc với gia đình. Đây là một trong những trường hợp rất là khó khăn, đặc biệt là về tương lai là rất là mồ mịt. Vâng. Bởi vì là ba cháu là được ông bà hiện nay là nuôi. Ừ. Bố mẹ thì mất hết cả rồi. Vâng. Cho nên là cháu đây thì bây giờ mới được vài ba tuổi này thì không biết là như thế nào. Vâng. Thì cũng nhờ vào các tổ chức đảng chính quyền rồi các tổ chức các nhà tài trợ. Trong và ngoài nước thì có cái tấm lòng hảo tâm thì chúng tôi là những người là làm tác bảo trợ cho nên là thay mặt cho hội thì cũng xin cảm ơn tổ chức Caritas cùng với Nguyễn Văn Thường và cũng mong là gia đình bà ngoại cố gắng giữ gìn sức khỏe trong
nuôi cháu để cho cháu khôn lớn rồi được có vấn đề gì thì trao đổi lại với các đồng chí trong lãnh đạo của xã Xuân Quốc Tây để chốt thêm. Vâng, cảm ơn bác Lý nha. Cảm ơn các ân nhân của Cá Tát Thanh Hóa được hỗ trợ phần quà này để chúng tôi đến chào cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Cụ thể là cháu, ba cháu mồ côi cả cha cả mẹ ở đây. Xin chúc hành thành công với hỗ trợ tất cả quý ân nhân. Anh chuẩn xuất anh giới thiệu sơ qua về gia cảnh qua đến nhà này là sao? Thế thì cũng thay mặt cho cấp ủy chính quyền địa phương cũng cảm ơn các anh đây. Điều kiện nhà này, điều kiện là hoàn cảnh là rất là khó khăn. Hiện nay chúng đang hưởng đến chế độ bảo trợ, tuổi thì cao, điều kiện thì không có, các anh cũng biết rồi. Hiện nay cái nắm đất đây cũng hơn 200 mét vuông đây, nhưng mà ba gia đình, họ này là họ bà Tống Thị Minh, còn chị gái là Tống Thị Định, Tống Thị Dân. Báo cáo với các anh để cho các anh coi như là biết được điều kiện là một trong những cái gia đình là khó khăn, là không nhất nhì cũng làm trong cũng làng rồi. Các anh đây cũng biết đấy, điều kiện là rất khó khăn, nhà cửa rồi giọt nát đất đai cũng không có, cho nên là cái điều kiện là phải ở chung cái trả cả là chứ thế là cũng báo cáo các anh như thế. Vậy bà đây thì bị làm sao? Bà bị làm sao mỏi tay? Cái tay của bà là không cử động được cái gì hết, là to như thế này. Chứ thì nấu ăn thế này, ai là nấu cho mình ăn? Chị gái nấu cho ăn, con chị gái nấu cho ăn. Thì mọi sự là chị gái lo hết. Vì Bên đây là chị. Ở đây thì báo cáo các anh là năm ngoái là chị đây là cũng được quan tâm của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện. Họ cho tôi là chưa mới làm cái nhà, mới bàn giao coi như là tháng 10 năm ngoái. Và còn chị gái đây là chị gái đầu thì thực chất ra nói là không nói dấu với các anh ra thì điều kiện là cũng khó khăn. Là cũng nhà cũng 5-6 bảy khẩu đi, nhưng mà hiện nay là quần cá đi làm các công ty, nhưng mà đất này cũng không có tiền để mà mua, vẫn phải đang trùng trả đây cả. Sụp như vậy nha. Rồi, thôi hôm thì hôm nay á là đi thăm chị nhá, nó cũng có một ít quà của Caritas Thanh Hóa nhá. Thì đây là có mì tôm của cô Hồng Công này, có các cái nhu yếu phẩm ở trong cái túi này. Thế rồi đây là có một ít tiền của các ân nhân của Caritas Thanh Hóa gửi cho chị nhá. Đấy. Vâng, đôi tay có cầm được không? Vâng, rồi. Vâng, đấy là quà của các cha, các sơ bên nhà thờ nhé, bên đạo đó. Nhà mình có đi đạo không nhờ? Không biết. Tím chẳng đi được, đi bỏ đi. Đấy, chị Hậu Hiền. Vâng. Hậu Hiền. Trường Chính cũng có. Trường Chính bây giờ là có trang mạng. Có nhà Nguyễn. Nhà Nguyễn Thiếu Chính đó. Thì Trang Mạnh cũng sẽ buổi tối ở đây. Rồi hết lòng cảm ơn các ân nhân của cả Tát Xanh Hóa đã thường giúp đỡ những cái phần quà này để chúng tôi đến những gia đình có hoàn cảnh khó khăn để trợ giúp cho. Xin chúc Trang Mạnh chẳng có một lòng cho tất cả. Vâng, cảm ơn các bác nhé. Đây chào đồng nhé, đồng tự giới thiệu về mình với đồng nào. Dạ, con là Trần Chí Đồng. Ngày 28/2/1983. Rồi đồng bị sao? Con đi làm ở trong Sài Gòn là con bị tai nạn lao động. Con làm ở trên hoặc làm ở con làm dưới hoặc làm ở trên á. Đốt đồ rồi đầu quân. Cái sự đốt trong vòng thứ 6. Nhập thủy, nhập hai đốt. Đốt sống cổ đầu nó đốt được.
bị nhảy lên kinh liệt hai chân. À dạ vâng. Đến lâu chưa? Vẫn bị đây là 5 năm rồi cha. 5 năm rồi. Là ngày 16 tháng 4 2019. Ừ. Dạ vâng. Thì đồng với gia đình không nhỉ? Dạ con có đó. À nhưng mà con bị cái gì thì hoặc là nó bế hai đứa con về ngoài người ngoại. Ồ vậy à? Dạ vâng. Vợ bế con về nhà ngoại rồi. Dạ. Ừ. Rồi bây giờ còn đồng dạ, không một mình thôi. Nhờ vào mẹ già với lại gia đình em trai. À, dạ, vâng. À sống với mẹ già với em trai thôi. Dạ. Ừ. Rồi rồi vợ thì ở đâu? Dạ vợ con ở gần vườn chuối. À cái chỗ Văn Hòa. Ừ. Văn Hòa chỗ ủy ban xã Văn Hòa đi vào. Tức là từ khi mà thấy con bị tai nạn rồi là vợ chứ không có không bảo vợ lại để nuôi con. Dạ cũng có mình thấy là đây vợ có gia đình chưa? Vợ có tái hôn không hay là dạ, mà thì con cũng nghe nói là có hành phong mới rồi, tìm hiểu rồi. À cô ấy đến tìm hiểu rồi. Dạ, mà, nhưng tái hôn. Thì đồng tại sao mà đồng lại biết cha nhân? Dạ con lên con tôn giáo lên Facebook tôi vào cái nhóm đọc kinh hồi của Hội Thánh Công Giáo trên mạng á cha. Giờ này con quên với lại cô Linh trong xứ thấy ở, thấy rồi à. cô tình với cha à. Con nói chuyện với cha rồi cha ra cha thăm con không nói cha thăm con à. Rồi cha cha đưa con vào cái năm ngoái đó, cha đưa con vào chơi một tuần đầu năm mới xong rồi sau đó cha cho con tìm hiểu về chính sách về năm như là xong năm ngoái vào dịp Noel à. Cha đưa con nhập đạo luôn à, cha nhân giữa tôi dạ. Cho con luôn dạ vâng giữa tôi rồi dạ vâng. Thì hồi hôm mà con giữa tôi con đi đạo con được con gái của Chúa thì con thấy như thế nào? Dạ con thấy thấy cũng được cha cho con nhập đạo này rồi còn con này không thấy con người con thoải mái hơn bình an kinh tìm nhiều giàu vâng những người hàng ngày đọc kinh thì thấy tôi không tôi cũng thoải mái hơn dạ vâng thấy dạ thấy nó lạc quan hơn dạ vâng không còn tiêu cực không còn dạ vâng buồn không còn dạ vâng dạ cũng như vậy thì cha cũng cho con này cho con xưa rồi sẽ làm đời xưa này cũng nhờ cha xin cho cũng như cũng đỡ thôi hôm trước thì cha cho con xe lăn dạ vâng hôm nay thì thế là cái đó là cái điều mà trước chú lại cũng ban mình ăn cho con người thông quân những cái điều tốt vậy cho mình cảm nhận được từ khi gặp dạ cha thường thì thấy đời vui hơn đúng không dạ vâng cháu cha thì cũng biết nhờ tình cảm đó mà cũng biết tình tiết cha này cha cũng biết về cha con cảm ơn cha. Người cảm ơn đồng là từ hôm giờ thì đồng đã đồng hành với cha theo dõi cha đúng không? Mọi từng bước chân đúng không? Dạ, cha đi đi khắp đi như thế nào? Khắp mỗi người mọi chốn không có cái chỗ nào mà cha đi cả. Dạ vâng. Đấy thì cha đi chỗ nào đồng biết rồi đấy. Dạ vâng. À, và đồng đã động viên khích lệ cha. Dạ, dạ. À, cảm ơn đồng nhiều nhé. Dạ vâng. Cảm ơn cha nhiều. Dạ. Cha là giúp đỡ con. Rồi bây giờ sang xe nhá. Đối đời đó. Hôm nay đồng được đối đời đó. Thế coi nào. Chân này thế. Cứ để coi. Cứ để cho tự nhiên đi. Có chuyển sang được không? Chân là bây giờ cứng cứng quá khớp không hoạt động đồng cơ đây nghe cái này thì có phanh tay nhỉ nhập thì nó lại nên đấy nó khi mà lên xuống là phải phanh lại cho nó khỏi chạy rồi bây giờ lên xong á thì bẻ ra đấy. Rồi bây giờ chỉ có lắc lên lắc xuống thôi. Đấy thử. Đấy bây giờ đồng thử đi.
cứ kéo lên kéo xuống. Kéo lên cho xuống đi. Đúng rồi, hết cái vòng tua của nó. Đi ra cổng đấy. Đấy, lùi ra là bé đấy. Đấy, đi cho hết vòng tua. Đấy. Đó, thôi được rồi, đi ra đây đi, rồi đến chiều, từ nay đến chiều là tập là quen lắm mà. Này có cái xe ô tô không vẽ như rồi, không tính nổ. Dạ, về cao xe đắp cho anh Trần Thủy Đồng là người khuyết tật của đơn vị tài sản công liêm thuộc thôn Nước Bảy của Cú La, thay mặt cho hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi của nông cống của xã Thanh Liêm và gia đình, xin chân thành cảm ơn cha và những người đã đem niềm vui, niềm hạnh phúc đến với lại tất cả các người bị khuyết tật như thường là anh Đồng ở đây. Thì đúng là thật không biết nói gì hơn, chỉ biết là chúc cha và các cộng sự là những người giúp đỡ những người có yếu thế trong xã hội được vươn lên với lại cái cộng đồng xã hội, là tạo cái niềm vui, tạo ra cái nguồn thu nhập để nuôi sống bản thân và gia đình. Thì thay mặt cho một đội ngũ khuyết tật trẻ mồ côi của nông cống, chỉ biết xin cảm ơn cha, kính chúc cha luôn luôn mạnh khỏe và tạo được nhiều cái hồng ân của Chúa ban cho các tôi chào và các con của quý khán giả này. Thì xin cảm ơn cha và chúc cha mạnh khỏe. Vâng, cảm ơn thống nhất là chủ tịch hội bảo trợ người khuyết tật trẻ mồ côi huyện nông cống. Hôm nay cũng có chị chủ tịch của hội ở xã Công Liêm cũng như là anh bí thư chi bộ trưởng thôn của thôn Phú Đa, xã Công Liêm, huyện Nông Cống. Chúng tôi cách đây mấy tháng thì có cha Giuse Phạm Văn Nhân là cha hạt cũng là cha xứ của giáo xứ Thái Yên thì dẫn chúng tôi đến đây để trao cho anh Đồng chiếc xe lăn. Thì hôm đó thì tôi thấy cái chân của anh Đồng bị bại liệt, nhưng mà cái tay hai tay cũng rất là khỏe, cho nên là xin cha Nguyễn Bảo Quân Trương như là các ân nhân của hội của tỉnh dòng Thần Sai Đức Tin Việt Nam để hỗ trợ cho anh Đồng chiếc xe lăn này. Thì hôm nay thì đã có xe lăn cho nên là tôi đem đến đây để trao cho anh Đồng. Thì đây là một món quà rất là đặc biệt của cha Nguyễn Bảo Quân Trương và các ân nhân của tỉnh dòng Thần Sai Đức Tin Việt Nam gửi về cho anh Đồng, và hy vọng rằng với cái có được cái chiếc xe lắc này, anh Đồng sẽ không những là có phương tiện đi lại nó nhanh hơn, coi như là mình đổi đời đó, từ cái xe lăn mình lên xe lắc đấy, rồi là có cái phương tiện để mình có thể đi làm ăn kiếm sống được nhá. Thì đây là một cái món quà rất là đặc biệt mà cha Nguyễn Bảo Quân Trương như ân nhân tỉnh dòng Thần Sai Đức Tin Việt Nam dành cho Đồng. Cho nên là hôm nay thì không có sự hiện diện của cha Phạm Văn Nhân ở đây, bởi vì giờ phút này đang ở giữa trưa mà con cũng không có kịp báo cha trước, cho nên là không có sự hiện diện của cha. Nhưng mà qua đây con xin cảm ơn cha Nhân, bởi vì nhờ cha mà con mới có thể kết nối được với lại anh Đồng, cũng như là hôm nay có bác Nhất cũng như là các anh các chị. Thì bây giờ thì xin mời địa phương nhà anh
Thôi thôi lời, đi mời anh. Kính thưa cha, cũng như là các anh bên vận động người khuyết tật rồi xã. Hôm nay thì địa phương đặc biệt là thôn Vũ Đa thì có anh đồng là người tàn tật, tức là hôm nay thì được cha thì bên giáo xứ được sự quan tâm của hội người khuyết tật ở Hồng Kông nữa để dành cho tức là bản thân anh đồng núi đi rồi cũng như tôi ở thôn Vũ Đa cho anh đồng cũng được một chiếc xe lăn thế này tạo điều kiện rồi đó là cho anh nghe có được cái là vươn lên trong cuộc sống kiểu như là tay một cái vấn đề xin được chân thành cảm ơn cha rồi các ban ngành đoàn thể huyện của xã. Cảm ơn anh rồi thay làm mẹ của anh Đồng này và thay lời cho con có đôi lời xin mời bà. Con cả mấy kỳ thì cũng hồi hộp mừng phấn khởi lắm và cũng rất xét rồi. Cảm ơn cha nhân đã dẫn đường chỉ lối về đây cho cha thường về rồi cha. Cảm ơn anh Nhớ Nhớ Hiền rồi cảm ơn anh Nhớ xuống ở xã rồi là các đồng cán bộ giúp đỡ nhà quân thì quân cũng xin cảm ơn rồi chờ cháu đi thì cũng khổ lắm nhưng mà rồi có các cha giúp đỡ quân cũng vui mừng phấn khởi thì cảm ơn các cha các sứ nhiều giúp đỡ nhà quân. Vâng, chúc cho bà khỏe để bà ở trăm danh đồng đang như bây giờ bình thường đã không bị tai nạn nữa là có một gia đình rất là hạnh phúc đó nhưng mà bây giờ thì từ khi tai nạn xảy ra cho nên là gia đình nó không có được giống như trước nữa nên là cũng phải chịu cái cảnh đặc biệt như vậy thì rất là khó khăn thôi đồng cố gắng lên nhé. Dạ, cảm ơn cha này cảm ơn chiếc xe lắc này giống như vậy xin cảm ơn cha và cảm ơn tất cả mọi người. Bà bệnh gì? Nó là bị bệnh là bị tiền tắm kia. Tiền tắm là 8 năm nay đấy ạ. Vậy ăn uống thế nào? Ăn uống tiền tiền đi tiền á. Thì bắt cho phải con đi chẳng hạn. Chỉ có mỗi đau năm cũng nhìn tôi đau ăn. Nhưng mà rất là tiêu không được ảnh hưởng đến tôi. Không được làm quán sức, không được bỏ cái này. Để tiêu hóa hay không được rồi. Và cái phần này đi về cái phần tiêu hóa ấy. Thì phải ăn mầm tơi rồi rau lang. Không được gọi như là Hôm đó là phải thở oxy à? Vâng, thở oxy từ đây nằm phòng cấp cứu mấy ngày từ hồi này. Đây là bộ căn tin này thì họ bác thì có hết kiểm kiện. Các bạn. Lên 200 triệu, mai đâu ra mà mẹ con ôm nhọc ở bên. Con bắt đầu gặp có cái gì thì cứ lấy
còn mà con không có tiền vẫn mở thôi. Sao con mình giấy con về con không tham gia đến trường. Chứ chồng mà mất rồi đó. Ông thương chồng chết đây. Chồng ung thư bao lâu chưa bà? 8 năm rồi ạ. Chồng bị ung thư gì bà? Ung thư thực quản. Ung thư thực quản. Nằm viện bệnh viện bỏ kia 2 năm trời. Rồi, còn bác sĩ bảo bây giờ phải mổ tim cho bà. Vâng. Mà phải 200 triệu. Cho bà không có tiền. Để mẹ con nó ôm nhau khóc rồi đi về. Vâng. Mấy bây giờ là quá giờ rồi, hôm nay bà phải lên bệnh viện đa khoa. Thì hôm nay thì bên cái tát Thanh Hóa có chiếc xe cứu thương nhá, chuyến xe không đồng á, thì về đây để đưa bà đi bệnh viện đa khoa để đi chữa bệnh nhá. Biết được bà bệnh ốm yếu như vậy không có ngồi xe, cho nên là phải đưa xe cứu thương về để chở bà đi nhá. Thì bà thì cũng khó khăn, ông thì bị ung thư là mất 8 năm nay rồi. Thì bà thì bị bệnh tim, hở van tim hay là hẹp van tim nhỉ? Bị hẹp van ba lá. Van ba lá, bác sĩ bảo phải mổ thay van mà 200 triệu rồi bà không mất tiền rồi thì phải chịu vậy. Đây hôm trước lên trên bệnh viện cấp cứu thì sao? Cấp cứu thì giờ người ta cấp cứu không tỉnh, họ bảo không cho con Trang để lên khoa nội. Hôm đó là phải mấy ngày thở oxy à? Con nằm 3 ngày con thở oxy à? Vâng, vậy thì hôm nay thì có cha này, có cha sơ này, có điều dưỡng này về thì nhà để đưa xe cứu thương về để chở bà đi nhá. Ừ. Đi rồi. Bây giờ làm bình tĩnh nào, không có xúc động nhá. Lên xe đưa bà lên bệnh viện tính nhá, để chở bà đi nhá. Rồi cứ nhìn thấy, sẽ đồ đạc ở đây không? Chúng ta không chơi. Chào bà đi, bà chào bà đi. Chào đi. Em thưa chị nhá, chúng em ở nhà cầu nguyện nhá. Vâng, em cầu nguyện cho vâng. Vâng, vâng, em cầu nguyện cho đấy, bà nằm thoải mái chưa? Thoải mái đi, không phải suy nghĩ gì đâu. Không phải suy nghĩ gì nha. Đừng có suy nghĩ nhiều. Đây là có các cha các sơ điều dưỡng đưa bà đi, bà yên tâm nhá. Ở đây người nhà ai đi? Rồi con lên đây con ngồi với sơ. À. Được rồi, bà cứ ngồi đây đi, bà cứ nằm yên đi. Rồi để cha cầu nguyện cho đi được thường lộ bình an, đi gặp thầy gặp thuốc nha. Rồi bà ở nhà cầu nguyện cho người chị em của mình nha. Được đây, hơi sóc một tí và chịu khó. Tí nữa lên đường nhựa kia thì nó nhanh nhắn hơn, nhanh hơn. Ở đây hơi sóc. Bây giờ lên đây thì đường nó êm rồi. Kính thưa quý vị, chúng tôi đang đến đưa một bệnh nhân từ gia đình đi lên trên bệnh viện đa khoa tỉnh để đi chữa bệnh. Bệnh nhân bị bệnh hẹp tim ba lá, sức khỏe rất yếu, đi bệnh viện cấp cứu trước chồng bà bị ung thư qua đời 8 năm nay.
bà bị hẹp tim ba lá mà cần phải mổ để ghép. Bác sĩ bảo là cần phải mổ để mà giải quyết, nhưng mà vì nhà bà là nghèo khổ quá, ca phẫu thuật thì phải hết khoảng 200 triệu, nhà nghèo quá nên là chỉ biết khóc nấp mùi mà đi về thôi, không có tiền mổ. Sống chung với thì bệnh vậy thôi, gia đình khó khăn nên tới đến để đưa đi đưa bệnh nhân đi bệnh viện. Con xin Chúa chữa lành cho bà, không có tiền để mà mổ tim thì chỉ còn trông nhờ vào tình thương của Chúa. Chúa cho bà được gặp thầy, gặp thuốc, chữa chữa lành. Nó đau tội nghiệp này là cái này vậy, cái này là nó có đau không? Nó chai hết rồi này cho thường. Đau chứ kìa. Cô có đi xa không? Cô có đi xa không? Hay đi đâu? Đi chợ. Đi chợ, đi chơi. Cái chân này, chân này. Tức là cái lưng của con nó không có thẳng được. Là bẩm sinh như vậy luôn. Ngày xưa chắc là tiền cũng là một cái mà có tiền thì có gì cũng là đây là chị Kiều nhá. Chị Kiều là đi tàn tật như vậy cho nên là phải đi bằng hai chân hai tay nhá. Đó, đi nhưng mà đi nhanh lắm. Cho nên là sợ hãi, bởi là chị Kiều có cần xe lăn không, nhưng mà chị Kiều không cần xe lăn, chỉ cần chị Kiều có thể đi bình thường được, nhưng mà phải đi bằng hai chân hai tay thôi. Đi hai chân hai tay không cần xe lăn đúng không Kiều nhỉ? Đúng rồi, đi xe lăn ấy lại vất vả hơn là đi bình thường. À. Nhưng mà trên lăn thì phải là đặt xe lăn nhỏ. Đúng rồi. Bây giờ con có gì không cho cô Kiều? Đây cô. Điều này đây là cho cha, cái này là của cha tặng cho con. Cái này. Cái này có bánh rồi.
Anh phải lấy mì ăn à? Thế rồi à? Cái này biết nhà có mấy con gà, có mấy con gà, mấy con gà tao con tối nay ăn con cho đỡ buồn, nhớ ăn này nấu gà đấy chứ tối còn biết là cái nấu gì làm sơ gà. Sơ hải tăng cái gì không tăng đi tăng miếng làm cho người ta thiệt hại mất con gà. Đó có mì gói nhá, mì gói của con Hồng Kông nhá, con no supply hả? Con trẻ quá vậy, nhập gái. Nhập gái không? Có một đứa con gái nữa đó. À. Ừ. Xong nữa. À, Kiều sắp có niềm vui nhá. Chào chúc mừng người Kiều trước đây nhá, nhưng mà niềm vui này thì hôm sau cho với bật mí nha. Ừ. Cha thường nhiều nhất thương quân Kiều nhất đó. Quân Kiều. Con gái là con Nhung ạ. Con gái của Sơ thì được. Con gái của Sơ đó, con gái Thiên Liêng thôi, con gái Sơ nhận thôi. Chứ không phải là con đẻ của Sơ đâu. Sơ đi tu Sơ đâu có con đâu. Đi nhiều nó có đau không? Có đau chứ. Đây chị Kiều bây giờ đang trong cái nhà tạm đây. Nhà tạm của chị Kiều đây. Thế chị kêu chị bị tàn tật cho nên chị không có đi bình thường. Con thôi ạ. Bán sườn nhá. Tôi mua phải hôm tuần nhà mới. Thưa quý vị, hôm nay là chúng tôi đi thăm chị Kiều và chơi sát sinh hóa để đang xây nhà cho chị Kiều nhá. Xây nhà cho chị Kiều. Có vui không? Có vui đúng không? À, hôm nay là có Sở Hải đến thăm Kiều này. Thì có mì gói này, có miến, có các thứ nhá, có quà nhá. Cho chị Kiều. Rồi đây ta cũng có một ít tiền của ta các thành hoa giúp cho chị Kiều nhé. Rồi đây quả sơn. Ồ, quả sơn. Có nhiều tiền. Bán không được, có bán không được sao mua. Ở chỗ này mua ăn tiết canh. Nó đây đầy tài vân vàng, mọi người để đó, khánh thành nhà. Hôm sau khánh rồi ta chúc cho Kiều mau khỏe mạnh nhá. Thưa quý vị, chị Kiều chỉ bị tàn tật, chị không có đi thẳng được, chị không có đứng được và chỉ phải đi bằng hai chân hai tay. Chị nên đến thì trong cuộc đời như vậy, cho nên là khi mà gặp Cha Thường, ta sinh hóa cùng với Cha Thường, dòng Francisco đang coi sóc cái quỹ đoàn yên cát ở đây, thì chúng tôi đã kêu gọi các nhân giúp đỡ để xây nhà cho chị Kiều. Ngày hôm nay thì nhà đang xây dựng xong, nhà đang xây dựng thì cũng sắp xong rồi, nên là sắp có nhà mới. Có vui không? Dạ, con rất vui. Dạ. Vui lắm. Thế thì Sơ Hải lâu nay là chỉ thấy được trên mạng thôi, nhưng mà hôm nay Sơ Hải được về đây được tiếp gặp chị Kiều.
nhất nhiều gặp được sư Hải đó là một cái tình dữ đó nhá. Sư Hải rất là tuyệt vời đó nhá. Rồi cảm ơn các anh em của Gia Tát Thanh Hóa đã giúp đỡ chị Kiều. Và cảm ơn đây này, cảm ơn những người đặc biệt, đây là Trang Thường, đây là hai cha thường, một cha thường nó tích rồi, và đây là hai cha thường luôn nhé. Thì đây tên là cái số của con đây là rất là gặp may đó, may được gặp được hai cha thường luôn nhé. Đó, rồi cảm ơn các nhân đã cùng đến chị Kiều, nhất là anh Thủ tại thành phố Sa Đéc, Mạnh Tô, cũng như nghề chị Mỹ Hoa bên Cali, cũng như các anh chị mọi người thương mến chị Kiều. Một ít nữa thì chị Kiều sẽ có nhà mới, thì sinh nhật vui thì chị Kiều sẽ được thăm bé, và khi đó thì ta thường có về với Chúa thì cũng an lòng. Đúng rồi nha. À, con thích cha thường nào? Bây giờ hai cha thường, bây giờ thích cha thường nào? Thích cha nào? Cha nào ngon cơm hơn? Con nói thật đi, con thích cha nào? Con thích cả hai cha. Vậy để cha đi cho nói nhá. Cha thường này còn trẻ rồi, cha thường mới ra thôi. Thích cả hai cha. Được, trẻ con lắm, trẻ con thích cha nào hơn cha nào đó. Thích cả hai cha. Cũng thành thật đi con ạ. À. Ừ. Con nói thành thật mà. Ừ. Thôi giữa hai cha với lời sư Hải thích ai hơn? Thích ai hơn? Thì cho ba rồi. Cho ba nha. Ơi vui vẻ con nhé. Chúc mừng cho con nhé. Con nhà mới là vui rồi. Hôm nào có con thì trở cho sơ cái chân. Cái đầu. À. Hôm nào mừng nhà mới là đánh thức anh Việt của cha anh nhá. Không, hôm nào mừng nhà mới là nấu con mùi cho cha với cho trường đại cho được. Dạ. Mùi đó. Giới thiệu với các anh chị em ạ, với bản thiều nhân đây là Trang Văn Thường, giám đốc ủy ban bác ái Caritas Thanh Hóa, người mà Caritas Thanh Hóa là thường xuyên hỗ trợ cho các bệnh nhân khó khăn ở tại bệnh viện. Các cái ca bệnh mà giới thiệu lên thì cha tất cả gần như là đều ra hỗ trợ ở nhiều hình thức khác nhau. Thì đây là bạn Thiều, sinh năm 1996, là bệnh nhân nhưng cũng đồng thời là nhân viên bệnh viện ạ, nhân viên y tế của bệnh viện đang công tác tại khoa chẩn đoán hình ảnh. Thì trong Tết thì bạn có bị đột quỵ và cũng gọi là thoát chết thần kỳ ạ. Đây là một ca bệnh điển hình trong bệnh viện vào cái thời điểm này, và đã được cứu sống và hồi phục một cách rất là thần kỳ ạ. Trước Tết thì cảm giác là cái hy vọng rất là mong manh. Và thì cũng được sự giúp đỡ của các bác sĩ ở trong bệnh viện, trong cái anh cùng các anh chị em ở trong bệnh viện. Thì hiện tại là có hai vợ chồng thì đang nuôi nhà ở đây, cũng định là nông thẳng trại, và vợ của bạn thì cũng đang chuẩn bị sinh em bé. Nhưng mà Tết Nguyên đán vừa rồi là coi như cả gia đình tập trung ở đây chờ rơi một phút xem mỗi vụ thì ở đây đúng ạ. Nhìn thế này anh chị em trong bệnh viện ai cũng chỉ cần nghe nói những tin tức của bà ấy, không vừa rồi truyền thông cũng chụp ảnh để làm một cái gọi là một cái tin nhỏ trong phóng sự 125 năm bệnh viện đó, mà ai cũng mừng ạ. Anh chị em cũng rất là mừng, mà đúng vào nhân dịp kỷ niệm 125 năm thành lập bệnh viện và kỷ niệm ngày thầy thuốc Việt Nam. Và bây giờ thì tương lai thì sao? Vì trước chị đã đến tận giờ, ví dụ máy móc hay cái gì? Hiện tại thì đến ngày mai mình được để ra viện, thì sau khi về nhà thì chủ yếu là phục hồi chức năng, các trang bị dinh dưỡng cho bệnh nhân, và mình sẽ cái này các bạn để làm cho khám mắt nữa. Bạn Kiều thì lúc vào thì cũng một người ngoài ép tim hơn một tiếng. Thực ra là lúc đầu tiên là cái cơ hội hơi thấp, nên là mình về là một cái ca mà chúng ta có tương đối khoa phòng người hơi bị rất là mừng nhớ là cán bộ nhân viên chức của bệnh viện mà có cái sức sống như này là rất là tuyệt vời. Thì chúc mừng Kiều nhé. Không ai mong muốn mình lâm sàng cả, nhất là cái đột quỵ đó. Nhưng mà Kiều may được nhưng mà được sống lại một cách thần kỳ đó. Thì
chúc mừng nhá. Rồi chúc cho trường trong bình phục để rồi tiếp tục để cứu người nhá. Thì hôm nay bên về đã dừng rồi. Vâng ạ, con xin thay mà sau đây thì bạn sẽ tức là cũng phải chờ một chút thêm sức khỏe thì sẽ tiếp tục có chỉ định đặt máy chỉnh chung thiết bị y tế là khoảng 200 triệu ạ. Với tổng chi phí như vậy thì nói chung là gia đình cũng đang quá hết sức. Thì chính vì thế mà hôm nay con cũng muốn ở cha cùng với các anh em đồng khác hỗ trợ thêm cùng một phần nhỏ. Vì thì hôm nay Linh khai thác sinh hóa thì cũng có một chút bạn để giúp vào cái việc mà mua máy điều trị cho các trường nhé. Đây là số tiền đây là 2 triệu đồng của các anh em của khai thác sinh hóa cũng đã cho các trường nhé. Rồi cầu chúc các trường thắng bình phục nhé, thắng bình phục để rồi đẩy mạnh lại để tiếp tục đi làm những anh chị em ở đây nhé. Cảm ơn chị Nhung, cảm ơn các anh bác sĩ. Thay mặt khoa thì rất là cảm ơn thầy luôn ủng hộ cho khoa phòng bệnh viện và cá nhân của gia đình và thường. Thế thì chỗ khả năng khoa của bộ đã được may vẫn là hạn chế nên là thì chúng tôi bên tổng giám mục Thanh Hóa, mình giáo phận Thanh Hóa thì chuyên đi giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, không có phân biệt lương hay giáo, không có phân biệt một ai hải, những ai khó khăn, những ai bệnh tật, những ai đói nghèo, rất là giúp đỡ nhé. Rồi cũng cảm ơn bệnh viện đã trong những năm vừa qua đã có được cái sự liên kết chặt chẽ với nhau để rồi khai thác Thanh Hóa có thể đến để giúp đỡ được nhiều các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, để mong sao cái sự giúp đỡ của mình có thể giúp cho các bệnh nhân có thể được chữa bệnh. Chúc cho các vị bác sĩ sắp đến ngày thầy thuốc Việt Nam được nhiều sức khỏe, nhiều vui và đặc biệt là có nhiều sức khỏe để giúp đỡ các bệnh nhân. Cảm ơn các anh em của Hàng Tác Sinh Hóa hôm trước chúng tôi những phần quà này để giúp đỡ cho những người hơn cả khó khăn. Xin chúc sức mạnh và tôi vẫn đồng cho hôm nay là có cha Thường nhá, nên tổng giám mục Thanh Hóa quay trở lại thăm gia đình của chúng con. Thì đây là gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nha, đặc biệt khó khăn. Mẹ của các cháu thì mất mấy năm rồi nhỉ? 6 năm rồi. Mẹ bị ung thư cái gì nha? Ung thư xương. Mất 6 năm nay, còn bây giờ để lại cho bố với lại hai anh em đây. Mà bây giờ bố con hôm nay đi đâu rồi? Bố con hôm trước này ta đến đây là chỉ có da bọc xương thôi, mà bố lại bị cái bệnh đau ruột thừa, đau dạ dày. Tức là dạ dày đã cắt đi, cắt gần hết dạ dày rồi đó. Mà hôm nay bố con lại phải đi bệnh viện, để đang nằm điều trị dưới bệnh viện. Rồi còn hai anh em con thì hai cháu này hôm trước làm sao chị Thư nhà? Các cháu nó cũng thì cháu thống cũng bị u xương đấy. Tức là cháu không có đi giống như người ta được. Rồi còn cháu Kim Chi thì bị sao nha? Cũng ung thư xương, là cũng bị u xương bẩm sinh. Rồi lại thêm một bà cụ đây nè, bà cụ là bị cái gì bà nha? Tim. Bà tim. Bị suy tim cấp độ mấy? Cấp độ 3 rồi. Bà suy tim cấp độ 3. Bố thì bị bao tử dạ dày cắt gần hết rồi, bây giờ đang nằm điều trị ở bệnh viện. Hai cháu ở đây thì lại bị xương bẩm sinh, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Chính vì vậy cho nên là hôm trước cha đã kêu gọi hội hạt giống xanh nhé. Các ân nhân của hạt giống xanh đã giúp cho Kim Chi một suất học bổng nhé. Học bổng của con gồm có 3.500.000 đồng tiền mặt nhé, 3.500.000 đồng. Rồi đó là tiền mặt. Rồi ngoài ra có cặp ba lô của con, có vở, có áo mưa để trời mưa thì mặc áo mưa đi học, có dụng cụ học tập, có bình nước nhé, bình nước để con đưa nước đi học để uống, rồi có mũ để con đội. Ngoài ra thì bà Thư bên hội bảo trợ người khuyết tật trẻ mồ côi cũng có quà cho các cháu ở đây. Đấy, đấy là quà của các ân nhân của hội vườn xanh, hội vườn xanh, hạt giống xanh để tài trợ cho con. Ngoài ra đó thì cũng còn có
có anh cô Dũng đó, hôm trước thì cô Dũng cũng đến đây để thăm bác nhá. Cô Dũng ở trong Kiên Giang đó thì cũng giúp cho con 1 triệu đồng đó nhá. Đấy, 1 triệu đồng. Nhưng mà cho thấy cái hoàn cảnh gia đình của con cũng rất là khó khăn thì ta cũng xin với lại anh Đại và chị anh Đại và chị Anh ở bên Úc á, mọi người giúp gia đình của Lương Chí Dũng rồi đó, thì giúp cho chúng con là 100 đô Úc nữa nhá. 100 đô Úc, đây là 1.500.000 đồng ở đây. Đấy, đây là số tiền là 3.500.000 đồng tiền của hạt giống xanh nhá. Con đây là giống xanh học bổng cho con, có 1 triệu đồng là của anh Quốc Dũng ở trong Kiên Giang và 1.500.000 đồng là của cô chú Đại Anh ở bên Úc nhá. Ừ, thì để cho anh em con trong lại nhá. Ok, bây giờ thì hai anh em có đôi lời. Cháu cảm ơn cô chú đã đến trợ giúp cho anh em bọn cháu có thể học hành và có một sống tốt hơn. Cháu cố gắng học. Cháu sẽ cố gắng học thật tốt, đạt điểm cao. Tôi thấu ngày năm nay là mấy rồi? Dạ, năm nay là cháu sẽ lên lớp 11. Lên lớp 11. Còn Kim Chi thì lớp mấy? Cháu năm nay lên lớp 7 ạ. Lên lớp 7. Vậy thì hôm nay cháu nhận được quà học bổng của hạt giống xanh thì cảm tưởng cháu như thế nào? Cháu rất vui. Cháu rất vui. Thì cháu làm sao? Cháu cảm ơn. Cháu các cô, các chú. Các cô, các chú. Cháu phải viết một lá thư nha. Rồi, rồi cháu gửi với các cô, các chú làm sao? Cháu sẽ học thật tốt ạ. Vâng, rồi, rồi nhá. Cố gắng học được tốt nhá, để khỏi phụ đồng tốt với mọi người đã. Đấy, bà thư có luôn rồi. Hỗ trợ người khuyết tật một công việc nói chung có thể nói rằng là rất là vui. Vâng. Khi mà cái sự chia sẻ đến với các cháu một cung và khuyết tật. Vâng. Ở thôn Hồng Văn này là hai cháu Thống và cháu Chi. Rất mong là các cháu sẽ vượt qua những cái khó khăn của mình để mình học tốt, luôn luôn nghĩ về một cái tương lai tốt đẹp nhất. Cảm ơn bà Thư cũng có quà cho các cháu nữa nhá. Rồi xin mời ông người trưởng thôn có đôi lời. Dạ vâng. Theo tinh thần thì báo cáo với xin phép với đoàn bảo trợ xã hội người khuyết tật trẻ mồ côi. Thế ông rất là vinh dự là hôm nay được cái gái rất là tôi mời đến đây và các cái cuộc trao quà thì trưởng thôn bí thư chắc chắn phải có mặt. Thế này thay mặt cấp ủy chi bộ chính quyền thôn Đồng Vân xin cảm ơn việc quan tâm đến các cháu người khuyết tật và trẻ mồ côi. Xin cảm ơn rất là nhiều. Vâng. Cảm ơn bác trưởng thôn bí thư chi bộ quan tâm đến người trong địa phương của mình nhé. Chị Phượng là từ hôm nay chị đi nhiều mà bây giờ chị có đôi lời nhé. Mời chị Phượng. Vâng, cảm ơn cha Thường, cảm ơn hội bảo trợ huyện Hà Trung thì đã tạo điều kiện giúp đỡ cho các cháu trẻ mồ côi của xã Hà Long. Thì thay mặt cho hội bảo trợ trẻ mồ côi thì xã Hà Long thì xin cảm ơn cái tấm lòng của nhóm hạt giống xanh và cha Thường và các anh các chị đã có tấm lòng hảo tâm để giúp đỡ các cháu trên địa bàn xã Hà Long. Và trong thời gian tới cũng rất mong sự giúp đỡ của nhóm hạt giống xanh và cha Thường. Xin cảm ơn cha. Thay mặt hội bảo trợ xã thì cảm ơn tấm lòng của cha và các cảm ơn bác, cảm ơn nhờ chị Phượng, cảm ơn chị Thư nhé. Vậy thì chúng mình cho phải hết lòng cảm ơn chị Linh Đình Nguyễn này, anh Victor Thắng Nguyễn này, rồi ưu đàn này, rồi tất cả các ân nhân của hội vườn xanh. Cho thấy những ngày vừa qua các anh các chị rất là vất vả đi kêu gọi các nhà hảo tâm, những người có lòng hảo tâm để giúp đỡ cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn bên Việt Nam, trong đó Thanh Hóa cũng có rất là nhiều trường hợp các em học sinh đã nhận được học bổng từ cái quỹ hạt giống xanh. Thì xin hết lòng cảm ơn các chị, cảm ơn các nhà hảo tâm đã vì tương lai của các em cho các em có một cơ hội để được tới trường để học tập tốt, để trở thành những người tốt có ích cho xã hội, cho xã hội. Rồi cũng cảm ơn gia đình của anh chị Đại Anh ở bên Úc
đã luôn luôn đồng hành cùng với ca sát Thanh Hóa để đến với những gia đình có hoàn cảnh khổ đau. Gia đình này là một gia đình bệnh tật, cả nhà có bao nhiêu người thì có bấy nhiêu người mắc bệnh, cho nên là hoàn cảnh rất là khó khăn, nên là anh chị như Đặng Anh đã thương giúp đỡ cho gia đình này, thì xin cảm ơn anh chị rất nhiều. Và cảm ơn Quốc Dũng đó ở trong Kiên Giang nhé. Con đã đến đây là thăm gia đình các cháu và con đã thương, cho nên là khi trước khi về còn gửi quà lại để giúp cho các cháu ở đây. Và một lần nữa xin rất là cảm ơn tất cả mọi người, cảm ơn các bạn, cảm ơn các chị nhé. Con cố gắng học tôi lỏi nhé. Linh mục Nguyễn Văn Thường cùng tổ chức Caritas tỉnh Thanh Hóa. Đây là cháu Trần Thị Cát Tiên. Được mấy tuổi đây nhỉ? Cháu năm nay là 3 tuổi. Nhưng mà trên này còn có một anh, một chị nữa, nhưng mà là mẹ mới mất. Mẹ mới mất trong Tết vừa rồi. Trong trước Tết vừa rồi. Cho nên là bây giờ là vì là bố thì mồ côi lâu rồi. Vâng. Nhưng mà bây giờ mẹ thì cũng mồ côi luôn. Bây giờ đây là cháu là trường hợp. Bây giờ là mồ côi cha mẹ. Cả cha mẹ luôn. Cha cả mẹ. Gia đình đây là ở với bà ngoại. Vâng. Tại xã Xuân Phúc, huyện Đình Thành nhá. Vâng. Thì đây là bà ngoại luôn. Vâng. Thì hôm nay thưa quý bà là có chào Nguyễn Văn Thường thay mặt cho tổ chức Caritas của Đoàn Giám mục tỉnh Thanh Hóa cũng đây trao xuất quà. Vâng. Hỗ trợ cháu trong lúc khó khăn này. Vâng. Cũng có là các anh các chị trong ban chính sách rồi là của cả lãnh đạo của xã Xuân Phúc nữa. Bà ở đây. Bà ơi, mẹ cháu hôm sau cũng mất. Mẹ cháu bị bệnh nhiễm nghèo. Bị ung thư mất. Ung thư thực quản đó. Vâng. Thì bây giờ ở với bà ngoại nha. Và thì hôm nay á, thì bên Caritas của giáo phận Thanh Hóa, Tòa giám mục Thanh Hóa cùng với lại với bảo trợ người khuyết tật trẻ mồ côi huyện Như Thanh với của địa phương, xã địa phương ở đây thì thấy được cái hoàn cảnh của cháu vừa mồ côi cả bố cả mẹ, thì mà cháu còn rất là nhỏ, cho nên là cái tương lai của cháu thì không sợ. Đấy thì hôm nay là có một chút quà của các ân nhân của Caritas Thanh Hóa nhé. Ở trong đó là có 1.000.000 đồng tiền mặt với lại có mì tôm này của cô Hồng Kông, các nhu yếu phẩm ở trong cái túi này nhé. Đấy, đấy là quà của Caritas Thanh Hóa gửi tới bà để bà nuôi cháu nhé. Đấy thì bà có đôi lời. Cô cảm ơn. Con không biết là nói gì nhiều hơn. Vâng. Xin cảm ơn các cha và các nhà thầy trợ. Vâng, nhà thầy trợ đã quan tâm đến cháu, thì gia đình ông bà cháu cũng xin cảm ơn. Vâng, thì không có cái thiệt thòi nào nó bằng cái thiệt thòi là một cô cha một cô mẹ. Vâng. Không có cha mẹ khi mà tuổi đời còn rất là nhỏ như vậy thì dạ, thì các cháu phải chịu thiệt thòi rất là lớn. Cho nên là hôm nay bên tòa giám mục Thanh Hóa nhá. Dạ. Tôi là cha Thường, còn đây là cha Thăng này, cùng với bác Uy lên bên hội bảo trợ của huyện nhá. Các chị, hai chị đây là bên mặt trận. Dạ. Của xã với lại chính sách đấy của xã thì đến để thăm cháu, giúp cho cháu nhé. Và chúc cho bà luôn được nhiều sức khỏe để bà giúp đỡ cho cháu. Bác Huy ạ. Vâng. Bác con thưa với lại Linh mục Nguyễn Văn Thường cùng tổ chức Caritas nhà tài trợ, thưa với đồng chí lãnh đạo của xã Xuân Phúc với gia đình, đây là một trong những trường hợp rất là khó khăn, đặc biệt là về tương lai là rất là mù mịt. Vâng. Bởi vì là ba cháu là được ông bà hiện nay là nuôi. Ừ. Bố mẹ thì mất hết cả rồi. Vâng. Cho nên là cháu đây thì bây giờ mới được vài ba tuổi này thì không biết là như thế nào. Vâng, vâng. Thì cũng nhờ vào các tổ chức đảng, chính quyền, rồi các tổ chức, các nhà tài trợ. Ừ. Trong một vài nước thì có cái tấm lòng hảo tâm, thì chúng tôi là những người là làm tác bảo trợ, cho nên là thay mặt cho hội thì cũng xin cảm ơn tổ chức Caritas cùng với Nguyễn Văn Thường. Và cũng mong là gia đình bà ngoại cố gắng giữ gìn sức khỏe trong nuôi cháu, để cho cháu khôn lớn rồi được có vấn đề gì thì trao đổi lại với các đồng chí trong lãnh đạo của xã Xuân Phúc đây để đề xuất thêm. Vâng, vâng, cảm ơn bác Huy nha. Cảm ơn các ân nhân của Caritas Thanh Hóa được hỗ trợ phần quà này thì chúng tôi đến trao cho những người có hoàn cảnh khó khăn, cụ thể là cháu ba cháu mồ côi cả cha cả mẹ ở đây. Xin chúc chúc hành thành công với hỗ trợ tất cả quý ân nhân. Ba chị ạ, làm được lâu nha. Vâng. Lên đây thì lúc làm rất là không biết anh hay thì sao không biết anh ơi. Anh Nam như vậy. Không được cả.
Đó, một mình mới được cái ngôi nhà này đẹp nhá. Chú Đức ơi, chú Đức ơi, chú Đức ơi. Cả một năm đây là rất thuần trưởng. Đứng đây, đứng đây. 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 Đứng đây, đứng được bán có cái thông tin nào biết nhiều về anh giới thiệu sơ qua về gia cảnh qua nhà này là sao? Như thế thì cũng thay mặt cho cấp ủy chính quyền địa phương cũng cảm ơn các anh đây. Điều kiện nhà này, điều kiện là hoàn cảnh là rất là khó khăn. Hiện nay chúng đang hưởng cái chế độ bảo trợ, tuổi thì cao, điều kiện thì không có, các anh cũng biết rồi. Hiện nay cái đám đất đây cũng hơn 200 mét vuông đây, và ba gia đình. Họ này là họ bà Tống Thị Minh, còn chị gái là Tống Thị Định, chị Định Tống Thị Dân. Cũng có cảm với các anh để cho các anh coi như là biết được điều kiện là một trong những cái gia đình là khó khăn, là không nhất nhì cũng nằm trong cũng làng này. Các anh đây cũng biết đấy, điều kiện là rất khó khăn, nhà cửa rồi giọt nát đất đai cũng không có, cho nên là cái điều kiện là phải ở chung cái trả cả là chứ hết là cũng có cả uy các anh như thế. Vâng, đây bà đây thì bị làm sao? Bà bị làm sao mỏi tay? Bị kinh ta. Cái tay của bà là không cử động được cái gì hết. Là to như thế này, chứ thì nấu ăn thứ gì ăn là nấu cho mình ăn. Chị gái nấu cho ăn, mong chị gái nấu cho ăn. Thì mọi sự là chị gái lo hết. Vì bên đây chị. Ở đây thì báo cáo với các anh là năm ngoái là chị đây là cũng được quan tâm của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện. Hỗ trợ chưa là mới làm cái nhà, mới bàn giao coi như là tháng 10 năm ngoái. Và còn chị gái đây là chị gái đầu thì thực chất ra nói là không nói dấu với các anh đó thì điều kiện là cũng khó khăn, là cũng nhà cũng nằm trong 7 khẩu đi, nhưng mà hiện nay là con cái đi làm các công ty, nhưng mà là đất này cũng không có tiền để mà mua, vẫn phải đang trùng trả đây cả. Sụp như vậy nha. Thế hôm thì hôm nay á là đi thăm chị nhá, nó cũng có một ít quà của Khai Thác Sinh Hóa nhá. Thì đây là có mì tôm của cô Hồng Công này, có các cái nhu yếu phẩm ở trong cái túi này. Thế rồi đây là có một ít tiền của các ân nhân của Khai Thác Sinh Hóa gửi cho chị nhá. Đấy. Vâng. À, tay có cầm được không? Vâng. Rồi. Vâng. À, đấy là quà của các cha, các sơ bên nhà thờ nhá, bên đạo đó. Nhà mình có đi đạo không nhờ? Không biết đi không trả tím chẳng trả đi được, đi bỏ đi. Đấy, chị Hiệu Hiền. Vâng. Hiền. Triệu Chính cũng có. Triệu Chính bây giờ là có cha mẹ đó, có nhà Nguyễn. Nhà Nguyễn Triệu Chính đó. Thì cha Mạnh cũng sẽ lui tới ở đây. Rồi hết lòng cảm ơn các ân nhân của Khai Thác Sinh Hóa đã thường giúp đỡ những cái phần quà này để chúng tôi đến những gia đình có hoàn cảnh khó khăn để trợ giúp cho. Xin cho chúc lành chẳng có mời ông cho tất cả. Vâng, cảm ơn các bác nhé. Đây là em bây giờ.